cái sức khỏe mình đang có. Quay thứ năm là chúng ta phải biết ơn vợ, biết ơn tiền bạc, biết ơn công việc các anh chị ha. Thì các anh chị đều phải biến tất cả cái điều này thành thói quen của mình. Ok các anh chị ơi, cái lối sống của các anh chị. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đi qua phần thói quen thứ 7, đó chính là cánh cửa thoát khỏi sự tiêu cực. Nó sẽ giúp cho các anh chị như thế nào đây? Các anh chị sẽ cùng nhau nhắm mắt lại rồi quyết định ha. Rồi định kết quả mình mong muốn đạt được trong cái buổi Zoom này. Ok ạ. Người thật sự có lòng biết ơn là người biết ơn trong mọi hoàn cảnh. Thưa các anh chị, người thật sự có lòng biết ơn là biết ơn trong mọi hoàn cảnh các anh chị. Thì các anh chị đã luyện cho mình cái thói quen là biết ơn trong mọi hoàn cảnh chưa? Có một số anh chị đây là những cái lúc mà vui thì mình biết ơn, lúc không vui là bắt đầu là mình không có quên đi cái lòng biết ơn rồi. Đấy, đây là cuộc sống của mình nó cứ lên bờ xuống ruộng đấy. Các anh chị trong bao nhiêu số anh chị đây là mình để cuộc sống của mình nó cứ đi lên đi xuống ạ. Thì cảm xúc các anh chị đi lên thì cuộc sống các anh chị đi lên, mà cảm xúc đi xuống thì cuộc sống của mình đi xuống. Ở đây là em Thêu cũng đã từng để cho cuộc sống của mình lên bờ xuống ruộng. Lúc đó thì mình những cái điều tốt đẹp nó sẽ đến thì mình vui, mà những cái điều chưa tuyệt vời nó sẽ đến thì mình buồn. Mình buồn, mình lo lắng thì cuộc sống của mình nó lại thu hút những điều không tốt đẹp, và nó đưa doanh nghiệp, sự nghiệp, công việc, thu nhập, sức khỏe, mối quan hệ, tất cả mọi thứ đều đi xuống hết. Đấy, và sau khi mà mình chịu hết nổi rồi thì mình mới bắt đầu là gì? Nghiêm túc thay đổi. Khi mà mình nghiêm túc thay đổi thì mình lại biết ơn những gì mình đang có, thì mình lại vui vẻ trở lại và mình lại lên bờ lại. Và anh chị biết không ạ, hồi xưa thì mình không có tỉnh thức để nhìn ra, mình cứ để cuộc sống của mình đi lên đi xuống vậy, mình cứ để hoài vậy đó, mình không có tỉnh thức nhìn ra các anh chị. Thì cho đến khi mà Thêu được vũ trụ nhập cho máy hèo, làm cho 2-3 lần cái là mình những cái lần cuối cùng đó các anh chị, cái cuộc sống của mình nó đang tốt đẹp như thế, nó đang tuyệt vời như thế, mình có dư giả tiền bạc để mà chi tiêu, mình có tiền bạc để mà mua những cái món đồ mình yêu thích, rồi mình có tiền để lo cho cha mẹ của mình. Đấy, công việc của mình nó rất là thăng tiến, nó rất là phơi phới, công việc kinh doanh rất là tốt đẹp, mọi thứ rất là suôn sẻ. Cho đến một hôm là tự nhiên mọi thứ nó không còn tốt đẹp như thế nữa, những cái mối quan hệ xung quanh của mình nó không có được thuận lợi, rồi những cái mối quan hệ cha mẹ của mình tự nhiên họ không có hạnh phúc, họ không có khỏe mạnh nữa các anh chị, mọi chuyện nó gặp tới. Thế là gì ạ? Mình mới xuống ruộng rồi, mình biết là mình đang xuống ruộng rồi. Xong rồi mình lại làm cho mọi thứ đi lên, và để mà anh chị biết mà cuộc sống của mình nó đi xuống rồi anh chị vặt nó đi lên, nó rất là kinh khủng. Đấy, thì cái giai đoạn đầu thì mình đưa nó đi lên nó cũng nhẹ nhàng, tại vì bản thân của em Thêu là em được là một thành viên của môi trường câu lạc bộ, nhưng mà đây là em có được những cái tri thức, có được kiến thức. Môi trường câu lạc bộ thì có cái năng lượng, có cái môi trường. Ví dụ như rằng là vô nghe các anh chị ăn mừng thành công, giống như câu chuyện thành công của chị Bích nãy đấy. Mình thấy nó đơn giản vậy đó, chứ mà nó rất là quan trọng với mình ấy. Cho đến khi mà mình không biết ơn thì mình không có được nghe mấy câu chuyện thành công nữa đâu. Khi mà anh chị không được nghe thì anh chị đâu có cái năng lượng, đúng không ạ? mà cái năng lượng đó mình nó là vô hình, thành ra là các anh chị sẽ không có biết quý trọng. Nhưng mà những cái câu chuyện thành công vậy nó cũng rất là có lợi ích cho các anh chị nha. Đấy, nên là các anh chị hãy biết trân quý. Thế là khi mà mình không biết ơn thì mình lại vào mình hên là mình có môi trường câu lạc bộ, thì mình vào mình học nghiêm túc thì mình sẽ vượt lên trở lại. Nhưng mà cái vấn đề đó chính là cái cuộc sống nó đang tốt, mình quen rồi, tự nhiên cái là bây giờ nó rớt xuống vực thẳm và mình phải bò lại lên các anh chị, nó rất là kinh khủng. Và lần thứ nhất mình bò lên bình thường, lần thứ hai mình bò lên nó cũng vừa vừa, thế lần thứ ba đó các anh chị thì nó nặng đô hơn, và mình phải vật vã mấy ngày liền, cả tuần liền, có khi cả tháng liền mà mình vẫn chưa bò lên được. Trong khi các anh chị biết không ạ, trong khi những người bạn rèn luyện doanh nhân cùng với Thêu á, những người bạn rèn luyện doanh nhân cùng với Thêu các anh chị biết không, là họ đã tạo ra cái thu nhập thụ động là gấp 3 lần mình rồi, trong khi là mình vẫn còn ngồi ở đây. Là bởi vì sao ạ? Bởi vì họ đâu có lên bờ xuống ruộng đâu, họ đi một mạch đi lên luôn các anh chị, nhưng mà họ đi một mạch đi lên luôn, nên thành ra là nó rất là nhanh. Trong khi là mình mới bắt đầu mình nhìn lại là tại sao bạn của mình cũng rèn luyện giống như mình mà họ lại có thể đi lên nhanh như thế, có cái thu nhập thụ động gấp 3 lần mình, trong khi mình cũng rèn luyện kiến thức như nhau, cùng học như nhau, mà cái thu nhập của mình đó lại bằng có 1/3 họ thôi. Thì em Thêu mới nhìn lại là mình mới phát hiện ra là cũng trong thời gian đấy mình để cho cuộc sống của mình lên bờ xuống ruộng, cứ mới vừa gia tăng được cái thu nhập thụ động lên cái mức đấy, xong rồi mình lại để nó rớt xuống, xong rồi mình lại làm cho nó lên, xong rồi lại xuống. Thì trong cái thời gian mà mình làm cho nó lên lại á, thì người ta đã gia tăng gấp đôi lên rồi, các anh chị hình dung được không? Thế thì khi mà em Thêu chứng kiến rằng là những cái người bạn xung quanh của mình cùng rèn luyện doanh nhân trong câu lạc bộ với mình mà họ đã thu nhập thụ động là gấp 3 lần mình rồi, và họ đã giúp cho rất là nhiều người thành công, trong khi mình thì sao ạ, vẫn còn ở cái level đấy. Thì khi mà mình nhìn chứng kiến cái cảnh đó các anh chị, thì mình mới thật sự thấu hiểu là cái nghĩa là nó tỉnh ngộ đó các anh chị ạ. Các anh chị nghe em nói là các anh chị không có tỉnh thì em nghĩ là anh chị phải rớt vô cái cảnh đó các anh chị mới thực sự tỉnh. Thế là mình mới bắt đầu mình tỉnh ngộ các anh chị, và mình nói rằng là do mình đã để cho cuộc sống của mình lên bờ xuống ruộng, nên là mình mới đi không có nhanh như thế này. Vậy thì bây giờ với lại là cái cảm giác mà bị rớt vô cái vùng không tích cực đó các anh chị, cái cảm giác nó kinh khủng lắm, cảm giác nó rất là khó chịu, nó rất là mệt mỏi, nó rất là mình không hề muốn. Các anh chị nào đây mình đã từng rớt vô cái vùng gọi là stress này. Ha, mình không hề muốn, mình không hề thích, mà tại sao mình lại không hề thích cái cảm xúc nó thế nào các anh chị ha. Ok mà thành ra là mình đã em Thêu đã gì đã đưa ra cho mình một quyết định, đó chính là kể từ giây phút này trở về đi ha, em sẽ không bao giờ, dù có chuyện gì xảy ra, dù tốt hay không tốt, dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ gì ạ, giữ cho mình những thói quen, đó chính là những cái thói quen để cho mình có được cái cảm xúc tích cực và luôn lựa chọn yêu thương và biết ơn. Cái này người ta gọi là bị giác ngộ đó các anh chị ha. Đấy. Và em không để cho cuộc sống của mình lên bờ xuống ruộng các anh chị. Và em tin rằng là anh chị nào ở đây đây là người thầy của em Thêu, mới hay dặn Thêu như thế này nè: khi mà mình thất bại á, thì mình phải liên tục ngẩng cao đầu để mà học tập, để mà tiến lên phía trước, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mình càng thành công thì mình càng phải cúi đầu khiêm nhường học hỏi. Các anh chị, càng thành công bao nhiêu thì bạn càng phải cúi đầu khiêm nhường học hỏi bấy nhiêu, thì bạn mới có thể giữ được cái sự thành công của mình. Còn ai mà đã có một cái sự thành công nhưng mà cứ nghĩ là mình tài giỏi, mình thông minh, và xem thường cái sự phát triển học tập của mình ý, thì mình không có biết ơn nha anh chị, mình không có giữ được những cái của cải tài sản vật chất mà mình làm ra đâu ạ. Đây là dạ anh chị, cái câu này đắt nhá không? Đấy, vậy thì người thật sự có lòng biết ơn là người biết ơn trong mọi hoàn cảnh. Em Thư cũng đã rèn luyện cho bản thân của mình thực hành lòng biết ơn cũng được một gần 2 năm rồi các anh chị. Nhưng mà anh chị biết không, trong cái hành trình 2 năm đó không phải là ngày nào mình cũng tốt nghiệp được cái bài học, là ngày nào cũng biết ơn đâu. Để mà tập cho mình cái thói quen mà dặn lòng mình phải luôn luôn biết ơn đó, là nó đã hành trình 2 năm nay để biến nó thành thói quen của mình. Cứ mỗi một tháng trôi qua thì sao ạ? Thì con người của mình nó nhiễm từ thêm miếng. Cứ một tháng trôi qua thì con người của mình nó sẽ chăm chỉ rèn luyện lòng biết ơn hơn miếng. Chứ không phải là đùng một phát là rèn luyện xong 28 ngày thế là em có luôn 28 thói quen đó đâu các anh chị ha. Và em tin rằng là cái hành trình các anh chị nó cũng y chang vậy đó. Ở đây là các anh chị hãy nhớ, mình luôn luôn nhớ rằng là mình phải kiên nhẫn và phải luôn tập trung đến cái kết quả mình mong muốn. Và dù có chuyện gì xảy ra thì cũng hãy lựa chọn biết ơn, yêu thương. Mình lựa chọn không biết ơn thì nó cũng không được gì trơn anh chị. Và em nghĩ là các anh chị nên trân trọng những cái buổi Zoom như thế này. Tại vì nếu như các anh chị muốn gia tăng lợi nhuận, tại vì bản thân của Thêu đã từng khi mà Thêu sở hữu được cái nhóm rèn luyện nhanh nhanh chậm tới hái vàng, nên Thêu học xong một thời gian mình cũng tạo ra được cho mình cái thu nhập thụ động khá khá. Thì sau đó là mình nghĩ là mình biết rồi, mình không có học nữa anh chị. Mình không có học nữa. Mình không có học nữa nên là gì? Mình không có tiến lên nữa. Đó là lý do mà khiến cho Thêu tạo ra cái thu nhập thụ động nó không có bằng với những cái người bạn của mình. Là các anh chị nha. Nên là kể từ giây phút này cho về đi, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng luôn lựa chọn tình yêu thương và lòng biết ơn. Là các anh chị. Đấy, nên là có một cái điều đó chính là gì ạ? Khi mà cuộc sống của các anh chị á, trong cuộc sống các anh chị khi mà bất cứ thứ gì các anh chị xem là hiển nhiên thì nó sẽ bị tước đi. Ok không ạ? Thì trong cái siêu sách này nè, khi mà em theo đọc tới cái đoạn này thì em bị giác ngộ nè. Đó chính là khi mà mối quan hệ trong tình trạng khủng hoảng, hoặc là anh chị đang bị áp lực về tài chính. Có anh chị nào đang bị khủng hoảng về mối quan hệ không ạ? Có anh chị nào mà đang áp lực về tài chính không ạ? Và có anh chị nào ở đây mà mình gặp khó khăn trong công việc không ạ? Và anh chị nào đang có những cái tình huống không tích cực xuất hiện ạ? Thì cái câu trả lời đó là gì? Khi đó là anh chị đang thiếu lòng biết ơn trong một khoảng thời gian dài. Anh chị rõ không ạ? Nếu như các anh chị đang gặp những cái mối quan hệ trong tình trạng khủng hoảng, tài chính áp lực, công việc khó khăn và những cái tình huống không tích cực nó cứ liên tục xảy ra, thì các anh chị suy thẳng dùm cho em luôn là do mình đã không biết ơn trong một khoảng thời gian dài rồi. Ok không ạ? Và nếu như các anh chị không biết ơn trong một cuộc sống thì một cách vô thức các anh chị sẽ xem đó là cái điều hiển nhiên. Ok không? Và khi mà các anh chị xem bất cứ thứ gì là điều hiển nhiên thì coi như là các anh chị sẽ bị lấy lại. Nha. Và em nói các anh chị rằng là cái tư duy này không phải tự nhiên giác ngộ được đâu các anh chị. Không phải tự nhiên giác ngộ được đâu ạ. Mà em hiểu phải được vũ trụ dạy cho. Đúng không? Và em đã từng xem những cái thứ xung quanh của mình là hiển nhiên. Em ví dụ như các anh chị nha, cái máy tính của em, cái laptop của em ấy, khi mà em mua nó về và em mua nó về với một cái số tiền kiểu như là thu nhập mình nó cũng khá khá đúng không, thì mình chỉ trích ra có 1% bao nhiêu phần trăm đó thôi là mình mua được cái máy laptop của mình rồi. Còn hồi xưa thì để mình mua được một cái điện thoại này nó là mất cả tháng làm việc mới mua được. Thành ra khi mà mình mua nó quá dễ dàng như vậy các anh chị nhung ạ, thì khi mà mình đem về nhà mình xài á, nó phục vụ cho mình cái công việc kinh doanh của mình mà mình không có biết ơn đó. Các anh chị biết không ạ? Em theo không có coi trọng nó xíu nào hết. Em xài nó từ sáng đến đêm khuya luôn và không có bảo dưỡng, không có yêu thương gì hết trơn. Thế là một hôm đó là em để cái ly nước kế bên, xong rồi em không hiểu lý do tại sao mà cái ly nước nó ngã vào trong cái máy tính. Thế là nó ngủm của tỏi luôn ngay tức. Và khi mà em mang nó đi sửa thì cái ông đó ông nói là nó không có sửa được. Thì cái thời lúc mà ông nói là không có sửa được thì em mới phát hiện ra rằng là cái máy tính của em nó tới mấy chục triệu rồi. Bây giờ em phải mua một cái mới, em phải bỏ ra một số tiền lớn nữa thì em mới có thể có máy tính để xài. Thì ngay cái thời điểm đó em mới giác ngộ được rằng là em đã từng không để ý, không có bận tâm tới nó. Và em xem cái việc mà em có được cái máy tính đó là chuyện hiển nhiên. Cái máy tính đó ngồi đó là vì mình là chuyện hiển nhiên. Và vô tình các anh chị biết không ạ, bất cứ thứ gì các anh chị xem là hiển nhiên các anh chị bị tước đi, ok chưa ạ? Đó chính là về cái đồ vật chất nha. Còn cái thứ hai đó chính là nói về những cái mối quan hệ. Em đã từng có một những người bạn, những bạn trai rất là yêu thương mình thế thôi mà, có nghĩa là em nghĩ rằng là không bao giờ bỏ mình luôn ấy, có nghĩa là rất là yêu thương mình, cái gì cũng nhường nhịn cho mình, cái gì cũng đối nhân xử thế tốt cho mình hết. Thì cái bạn nam đó là cái thời mới rất là yêu thương em Thêu, tại vì thấy yêu thương mình quá nên mình chủ quan các anh chị, và em không có coi trọng luôn. Có nghĩa là em có thể rằng là đi ra ngoài thì em có thể đối xử tốt với những bạn nam khác, hoặc là mình nhiều kia thứ, nhưng mà khi mà mình ở bên cạnh cái người bạn đó thì mình lại không có tôn trọng, không có thể hiện cái sự tôn trọng đấy. Và cứ 5 tháng trôi qua cho đến một hôm là bạn đó mới quen được một cái cô gái khác xinh đẹp hơn và yêu thương bạn ấy nhiều hơn, thế là vũ trụ lấy đi đấy. Và khi mà bạn đó rời xa khỏi mình rồi thì mình mới thật sự thấy là thiếu thốn, mình mới thật sự phát hiện ra rằng là cái việc mà bạn ấy ở cạnh mình đã giúp đỡ cho mình như thế này thế kia. Và để nói cái thời điểm đó khi mà mình bị mất đi rồi thì mình mới thấy là thật sự là mình đã xem nó hiển nhiên các anh chị. Đó là cái ví dụ số 2, đúng không ạ? Và cái trường hợp số 3 đó chính là bản thân của cha mẹ Thêu. Sau khi mà Thêu học tập và rèn luyện trong môi trường câu lạc bộ, em Thêu cũng đã biết được công thức chăm sóc sức khỏe nè, cái cách để mà giúp cho cha mẹ mình khỏe mạnh, đúng không? Thì em Thêu cũng nuôi dưỡng cái bức tranh là cha mẹ mình khỏe mạnh nè, tự do khỏe mạnh hạnh phúc, rồi chạy nhảy tung tăng. Thì khi mà mình nuôi cái bức tranh đó một thời gian á, thì cha mẹ của Thêu đã chuyển từ một cái người sống không tích cực, sống không có biết chăm sóc sức khỏe, trở thành một cái người biết sống, ăn dinh dưỡng đầy đủ, bao nhiêu cái dinh dưỡng Thêu mua về cha mẹ Thêu đều xài hết, xong rồi lại biết ăn uống healthy và sống rất là vui vẻ, sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà các anh chị biết không ạ, và bản thân của Thêu xem đó là hiển nhiên. Sau khi mà được cái điều đó rồi thì em xem cái đó là hiển nhiên, em nói là cha mẹ của em là bữa nay là hạnh phúc rồi, bữa nay là khỏe mạnh rồi, nên em không cần quan tâm nữa, em không cần để ý nữa. Thế là các anh chị biết không ạ, đúng một tháng sau thì mẹ em Thêu mới nói rằng là cái chân của mẹ là không khỏe, cái kia không khỏe, cái này không khỏe. Thì em Thêu mới thắc mắc là ủa sao cũng ăn dinh dưỡng đầy đủ thứ rồi này kia thứ mà sao hồi xưa đâu, một tháng trước là đã khỏe lại rồi, mà tại sao bây giờ lại bị như thế? Thưa các anh chị, thì em mới phát hiện ra là bởi vì sao, là bởi vì nguyên một thời gian dài đó em Thêu không có biết ơn là sức khỏe cha mẹ em Thêu còn khỏe mạnh nữa. Anh chị thấy chưa ạ? Đó là những cái thật sự là nó phải cả trăm chuyện nó xảy ra với em thì em mới thấu hiểu được cái câu nói rằng là bất cứ thứ gì bạn không biết ơn, bạn xem nó là hiển nhiên thì sẽ bị tước đi. Bây giờ các anh chị nghe thì các anh chị thấy vậy thôi, nhưng mà cả trăm chuyện như thế nó xuất hiện trong cái con người các anh chị, thì các anh chị mới thật sự tỉnh ngộ. Một là các anh chị nghe câu chuyện của em, anh chị giác ngộ, anh chị thay đổi luôn. Hai là các anh chị phải tự trải nghiệm. Rồi một lần nữa, anh chị biết không ạ, khi mà em Thêu đã tập trung nè, khi mà em tập trung, em cảm thấy rằng là em rất là tập trung để đưa cái doanh nghiệp của mình gia tăng gấp đôi. Và em tập trung 3 cái tháng đó các anh chị biết không ạ, mình áp dụng những cái bí kíp kiến thức mình học được trong nhóm này luyện nhanh từ Thái Giang. Em bắt đầu biết cách bán hàng, em đào tạo lại cho đội nhóm, em tập trung vào doanh số của mình, doanh số của lợi nhóm, tập trung liên tục trong vòng 3 tháng. Thì 3 tháng đó em đã đưa được cái doanh nghiệp của mình tăng trưởng gấp đôi, giúp cho rất là anh chị trong đội nhóm của mình ai cũng trở thành best seller hả các anh chị. Và sau đó em nghĩ nó là hiển nhiên, em nghĩ là mọi người đã có ý thức làm việc và có ý thức bán hàng như thế, ai cũng là best seller rồi, nên là mình không có cần tập trung vào nữa, và mình không có để ý, mình không có tập trung vào nữa các anh chị. Và nguyên một tháng sau các anh chị sẽ biết chuyện gì xảy ra chưa? Và cái gì mà mình xem là hiển nhiên thì nó sẽ bị tước đi. Thế là sao ạ? Các anh chị tự nhiên không ai còn doanh số cao nữa. Các anh chị, và doanh số của cả đội nhóm bắt đầu không có tăng nữa. Thế là em mới lúc đó em nghĩ rằng là chắc là do thị trường, chắc là do thời tiết, chắc là do này kia. Nhưng mà mình mới nhớ lại là không, người thành công là không có đổ lỗi. Và cái người mà sử dụng luật hấp dẫn là chỉ có hướng vào bên trong thôi. Thì em phát hiện ra là bởi vì sao? Bởi vì mình đã xem những điều đó là hiển nhiên. Các anh chị, bất cứ như gì các anh chị xem là hiển nhiên thì nó đều bị tước đi. Em nói là cái câu này đúng 100%. Câu này mà anh chị mà xem thường nó thì em nói anh chị sẽ bị tước hết ha. Và những cái khoản thu nhập, đã từng em theo tạo ra những cái khoản thu nhập rất là khổng lồ, nhưng mà cái thời điểm đó mình nghĩ rằng là anh chị biết mà mình nghĩ như là cái chuyện mà mình có khoản thu nhập đó là hiển nhiên, và mình xem hiển nhiên, mình xem thường, mình sắp có rất là hiển nhiên nha anh chị. Và đúng một tháng sau, một vài tháng sau em đâu có tạo được cái số tiền đó nữa. Khi mà không có tạo được cái số tiền đó nữa thì sao ạ? Thì mình thấy nó không quen, thì mình bắt đầu là mình gì ạ? Mình chú tâm vô cái việc học. Ok em, các anh chị. Đấy, và những cái người bạn của mình, các anh chị, em đã từng nói rằng là em có cái năng lực tài giỏi như thế này, em tạo ra mức cái thu nhập như thế này, thì cái chuyện mà em ở bên những người bạn thành công đó là cái chuyện hiển nhiên. Em được chơi với họ là chuyện hiển nhiên. Ở đây là khi mà em được đi chơi với họ, em được ở bên cạnh họ, đi ăn cùng họ, đi chơi cùng họ, đi du lịch cùng họ, em không có coi trọng. Cho đến khi cho đến một ngày thì sao các anh chị, không biết cái chuyện gì nó xảy ra, nó sắp xếp kiểu gì không biết, em không còn được đi chơi với họ nữa, không còn được đi ăn nữa, nó bị tách rời rồi. Nó tóm lại là anh chị đã thấu hiểu chưa? Cái gì mà các anh chị xem nó là hiển nhiên thì nó sẽ bị tước đi. Ok em ạ? Vậy thì khi mà anh chị bị tước đi, anh chị bị mất đi, thì các anh chị sẽ rớt vào một cái bẫy, đó chính là bẫy không tích cực. Ok chưa? Anh chị sẽ bị không vui và không tích cực. Thì nếu như giả sử mình lỡ xem một cái điều gì đó là hiển nhiên và anh chị bị tước đi, và thì cái chuyện đó nó xảy ra, ok, nó không tốt, ok, thì các anh chị sẽ áp dụng cái thói quen ngày hôm nay, đó chính là cánh cửa thoát khỏi sự tiêu cực. Có nghĩa là khi mọi chuyện nó xảy ra thì các anh chị phải nhớ là vũ trụ lấy đi để làm gì? Vũ trụ lấy đi để cho các anh chị thấy được cái món đồ đó, cái con người đó, cái sự kiện đó, nó rất là quan trọng với các anh chị. Nếu như các anh chị không coi trọng thì nó sẽ rời xa các anh chị mãi mãi. Và các anh chị biết không, em đã sắm lại một cái máy tính mới, và em đã yêu thương nó nhiều hơn, em đã biết cách chăm sóc cho nó nhiều hơn, quan tâm nó nhiều hơn, nói chuyện với nó nhiều hơn. Và kể từ đó em sắm một cái điện thoại, em đều coi trọng nó, em đều biết ơn từng cái đồng tiền em mua được, và mình biết cách là sử dụng nó nhẹ nhàng, bảo vệ nó nhiều hơn. Và kể từ đó khi em có một cái người bạn trai kế tiếp thì em đã không dám đối xử đại bại, mình đối xử tử tế hơn, mình biết cách tôn trọng hơn. Đấy, và kể từ đó em mà có được một cái lợi nhuận doanh số đội nhóm, có một người chịu làm việc với mình thì em sẽ coi trọng nhiều hơn, em biết ơn họ nhiều hơn. Và có một người khách hàng đến với mình, có một cái đồng tiền lợi nhuận nào mình đều trân quý nó, các anh chị. Và bất kỳ một bài học nào em nhận được trong môi trường câu lạc bộ, em không còn xem nó là hiển nhiên, em không còn xem là bởi vì tôi là thành viên ở đây nên là tôi được học cái bài học này đó là hiển nhiên, em không coi như thế nữa, mà em đều phải biết ơn. Em nói rằng là bài học này, cảm ơn bài học này đã giúp cho em gia tăng lợi nhuận. Và bất kỳ một anh chị nào vào Zoom rèn luyện với Thêu, chứ không còn xem các anh chị là hiển nhiên nữa, mà mình xem đó là cái điều tuyệt vời, một điều phép màu, một điều biết ơn các anh chị. Và cha mẹ mình, chỉ cần nhìn thấy mẹ mình còn một nụ cười thì ngày hôm đó Thêu sẽ trân trọng và biết ơn. Tại vì Thêu không có dám xem thường nữa các anh chị. Và chỉ cần cha của Thêu có lối sống, chỉ cần một thói quen nhỏ cha của Thêu chăm sóc sức khỏe thôi, thì Thêu cũng đã trân trọng biết ơn. Các anh chị Nhung á. Và mỗi một ngày cơ thể của Thêu mà nó còn thở được, nó còn khỏe được, nó còn cười được từ sáng tới tối là Thêu cũng đã biết ơn các anh chị. Nó không còn chê trách như ngày xưa nữa. Đó, và mỗi một ngày Thêu có được đồ ăn, thức uống, Thêu không có chê nữa các anh chị. Mà Thêu rất là biết ơn, bởi vì Thêu không dám xem thường bất cứ thứ gì nữa hết. Các anh chị, khi nào mà các anh chị đạt được cảnh giới này thì em Thêu nghĩ rằng là cuộc sống của các anh chị sẽ giữ được. Thì các anh chị phải biết rằng là tất cả mọi chuyện đấy để giúp cho mình thành công hơn. Nếu như vũ trụ không có cho Thêu những cái bài học, không có lấy mất đi những cái khoản thu nhập đó, thì Thêu sẽ không có động lực để tạo ra thu nhập cao hơn. Nếu như vũ trụ không có làm cho cha mẹ mình không khỏe như thế, thì Thêu sẽ không có quan tâm đến cha mẹ mình nhiều hơn. Và nếu như đây là mọi chuyện xảy ra đơn giản là giúp cho mình thành công hơn các anh chị. Khi mà mình chú tâm vào, mình biết ơn nhiều hơn thì mình sẽ làm cho nó gia tăng hơn. Anh chị đó chưa ạ? Để hôm nay là vũ trụ thấy rằng, để tại vì Thêu đặt cái mục tiêu là Thêu phải đưa cái doanh nghiệp của mình trong năm nay là gia tăng lên gấp 100 lần, giả sử như vậy ha. Nhưng mà cái doanh nghiệp của Thêu nó mới gia tăng gấp đôi thì Thêu đã đánh mất đi rất là nhiều cái thói quen của một nhà lãnh đạo rồi. Vậy thì thử hỏi làm sao mà Thêu có thể đưa cái doanh nghiệp đó gia tăng lên gấp cả 100 lần, đúng không? Nên là vũ trụ đã phải cho Thêu bài học bằng cách là làm cho cái doanh nghiệp của mình nó suy giảm đi, để Thêu sáng mắt ra, để Thêu chịu rèn giũa, để Thêu có thể trau dồi, thấy được rằng là mình không đúng ở đâu, để mình có thể trau dồi thêm những cái kỹ năng lãnh đạo mới, thì Thêu mới đủ cái lực, đủ cái tầm để đưa cái doanh nghiệp của mình gia tăng quy mô lên gấp cả 100 lần. Anh chị hiểu cái vấn đề không? Cái ý đồ của vũ trụ nó là như thế. Ví dụ như là Thêu muốn cha mẹ của Thêu phải sống thọ như Thêu 120 tuổi. Đấy, nhưng mà vũ trụ thấy rằng là cái cách của Thêu đặt năng lượng về cha mẹ mình, cũng như cách chăm sóc, cũng như cách yêu thương đối với cha mẹ mình bấy nhiêu là chưa đủ. Chưa đủ để cha mẹ của Thêu có thể sống thọ, sống tận hưởng vui vẻ đến 120 tuổi. Nên là khiến cho cha mẹ mình có những cái thói quen không tốt, không có được khỏe, để Thêu có thể chú tâm vào, để Thêu có thể đặt tình yêu thương vào nhiều hơn, mới có thể là đủ cái lực, đủ cái tầm để đưa cha mẹ mình đạt đến cái mục tiêu tối đa kia. Các anh chị hình dung không ạ? Anh chị hiểu cái vấn đề không? Nên là anh chị từ nay về sau các anh chị phải hiểu rằng là vũ trụ mọi chuyện xảy ra là chỉ để giúp các anh chị thôi. Nên là nếu như mà các anh chị thấy mọi chuyện nó không có được tốt đẹp, thì các anh chị chỉ cần hiểu đơn giản là vũ trụ đang muốn cho các anh chị bài học gì, được không? Và các anh chị hãy nhanh chóng tốt nghiệp bài học và vượt qua. Nên là các anh chị phải có được một cái năng lực gọi là năng lực chuyển hóa, và một công cụ giúp cho các anh chị chuyển hóa được đó chính là gì ạ? Bây giờ các anh chị sẽ thực hành cái thói quen này, là các anh chị hãy sử dụng lòng biết ơn để chúng ta chuyển hóa mọi việc. Dù có là tỷ phú đi chăng nữa thì ông cũng có chia sẻ cái bí kíp này cho các anh chị. Đó chính là gì? Khi các anh chị lỡ như mà mình không có biết ơn, mình xem mọi thứ là hiển nhiên và nó vô tình rời xa mình, thì các anh chị hãy nhanh chóng thực hành một cái thói quen như sau. Đó chính là các anh chị hãy ngay viết 10 điều biết ơn về cái tình huống đấy, về cái sự kiện đấy. Đây là cái công cụ giúp cho các anh chị chuyển hóa. Và Thêu nói các anh chị là cả mọi chuyện đến cuộc sống các anh chị đều là do mình thu hút tới. Trong cuộc sống này chỉ có mình và luật hấp dẫn thôi, không có cái gì khác đâu ạ. Ở đây là hôm trước là có một cái người chị nói rằng là chồng của chị đối xử chị thế này thế kia. Cái em nói là chị ơi, chị biết ơn chồng của chị đi, chị biết ơn chồng của chị đi, để hóa giải lại mối quan hệ. Vậy đó không? Chồng của chị em biết không, anh đối xử chị dây nè, anh làm vậy nè, anh đối xử chị dây nè, đối xử chị dây nè, làm chị dây nè, đối xử gì nè, làm sao biết ơn được đi. Em nói là dù như thế nào thì nó cũng là cái nghiệp của chị thôi, chị đã gieo làm sao chị nhận lại trang vậy. Ở đây là chị đừng cố cứng đầu như thế nữa, mà mình phải hiểu luật đi, quy luật của vũ trụ là gì ạ? Những cái gì mình nhận lại nó là do mình tạo ra, do mình gieo sao mình nhận lại. Bây giờ chị muốn mà chị nhận lại kết quả tốt đẹp, bây giờ chị phải chuyển hóa nó bằng lòng biết ơn. Nghĩa là các anh chị thì trong trường hợp đó thì Thêu mới bảo chị ấy là phải viết 10 điều biết ơn về cái tình huống đấy, về cái tình huống mà người chồng của mình đã đối xử với mình như thế. Biết ơn có thể là biết ơn cái người chồng ấy, hoặc là biết ơn cái tình huống mà hai người không còn ở bên nữa. Anh chị hiểu vấn đề không? Thì trong cái trường hợp đó chỉ có một cách duy nhất có thể giúp cho chị đó chuyển cái, đây là cái cánh cửa thoát khỏi sự tiêu cực. Nếu như mà chị ấy không chữa lành á, thì cái vết thương lòng đó nó cứ ở mãi trong người, và nó là một cái cục than, nó sẽ thu hút rác rưởi đến với mình thôi. Và sau này chỉ có đi tìm bất cứ cái người đàn ông nào đi chăng nữa thì nó cũng một rứa mà. Anh chị rõ chưa? Em ví dụ nhé. Ví dụ như các anh chị có một cái chiếc thuyền, mà chiếc thuyền các anh chị nó bị lủng, nên là anh chị đem cái thuyền đó đi xuống biển Vũng Tàu để các anh chị lái, anh chị chạy. Thì anh chị thấy nước nó vô cái thuyền, thì cái nước nó vô thuyền thì các anh chị không có chịu nhìn lại cái thuyền của mình nó có bị lủng hay không, mà các anh chị đổ lỗi rằng là do nước ở Vũng Tàu nó không có được tốt nên là nó chảy vô cái thuyền. Thế là các anh chị bỏ cái nước ở Vũng Tàu, anh chị bỏ cái biển ở Vũng Tàu, các anh chị không đi nữa, các anh chị kéo cái thuyền qua biển miền Trung. Thì các anh chị nói là đi qua biển miền Trung đi, thấy thuyền rồi chắc nó đi được, thì các anh chị mới đem cái thuyền ra biển miền Trung các anh chị lái, thì sao ạ? Nó cũng y một rứa, nước nó vẫn vô. Xong rồi các anh chị nói rằng là do cái biển nước ở miền Trung nó không có được tốt, thôi mình đi ra kéo thuyền ra biển miền Bắc. Anh chị kéo thuyền ra biển miền Bắc, anh chị đi thì nước nó cũng vô. Thế là cho đến một ngày là anh chị kéo hoài, anh chị thì mệt mỏi quá, cho đến một ngày anh chị cực kỳ hết sức mệt mỏi, nên là anh chị không còn sức để kéo nữa. Thì lúc đó các anh chị mới thật sự là gì? Đặt cái câu hỏi là làm thế nào để tôi thay đổi. Thì khi mà các anh chị hỏi là làm thế nào để tôi thay đổi thì sao, vũ trụ sẽ cho các anh chị thấy rằng là do mi á, do cái thuyền của mi nó bị lủng á. Nhìn lại đi, nhìn lại bản thân mình đi, và chỉnh sửa đi, hãy vá cái chỗ đó thôi, chỉ cần là gì ạ? Chỉ cần là bồi cái chỗ đó lại thôi là đi được, là biển nào cũng đi được. Nên là các anh chị chỉ cần có một chiếc thuyền ngon lành, biển nào các anh chị cũng đi được, biển nào các anh chị cũng chơi được, biển nào các anh chị cũng chạy được. Nên là một cái người thành công đó, họ có giá trị thì chỗ nào họ cũng thành công. Nên là khi các anh chị có những cái con người hoàn hảo thì các anh chị quen cái người đàn ông nào thì cũng là cái người chồng tuyệt vời của các anh chị, được không các anh chị? Và các anh chị có, anh chị là một người hoàn hảo, các anh chị sống ở đâu anh chị vẫn sống được, anh chị là người có giá trị, sống ở đâu anh chị cũng thành công được. Anh chị hiểu vấn đề chứ? Thì sao ạ? Vậy thì vấn đề đến từ mình thôi. Thế thì khi mà một cái tình huống nó xảy ra như thế thì các anh chị sao biết 10 điểm biết ơn cho em được không? Ví dụ như là cái máy tính của em đi, cái thời điểm đó em nói anh chị là cái nước nó vô, thế bây giờ em ngồi buồn được gì không? Đâu có được. Và em nói là những người bạn của mình bắt đầu ngồi trách, nó kêu là tại sao mày lại như thế, tại sao mày thế này, tại sao mày làm tổn thương cái máy tính, rồi bây giờ mất 40 triệu, đâu có ít đâu, đó là tiền này cái thứ. Nhưng mà em không các anh chị, em ngồi viết lòng biết ơn, em nói rằng là em rất là biết ơn cái tình huống này đã xảy ra, cho em có bài học gì. Mình vô cùng hạnh phúc biết ơn bởi vì cái hành động này của mình nó đã khiến cho mình nhận ra rằng mình sống không có tỉnh thức, nên là tay chân là quơ đại tùm lum. Thì nhờ đây là dấu hiệu vũ trụ mách bảo, nên là mình tập sống tỉnh thức hơn. Và vô cùng hạnh phúc biết ơn bởi vì cái máy tính đã cho chị một cái bài học, chính là mình không có yêu thương đồ vật xung quanh. Mà xung quanh của chị có rất là nhiều những cái đồ vật đắt tiền đắt giá mà chị không hề biết yêu thương nó. Nên là cảm ơn cái bạn máy tính, cảm ơn cái chuyện mà mình đổ cái ly nước lên cái máy tính này, để cho mình cái bài học là mình phải coi trọng mọi thứ nhiều hơn. Các anh chị rõ chưa? Tất cả mọi thứ phải viết đủ 10 điều cho đến khi nào mà anh chị lấy lại được cái cảm xúc tuyệt vời thì thôi, ok không ạ? Tất cả mọi thứ đều phải thực hành như thế. Ở ví dụ như rằng là cái tình huống rằng là mẹ của mình không khỏe đi, hoặc là công việc kinh doanh của mình không tốt đi, thì em không có ngồi đó mà càm ràm mà than phiền đâu, mà em sẽ viết 10 điều biết ơn. Em nói rằng là cảm ơn vì vũ trụ đã cho mình một cái bài học đắt giá, đó chính là nếu như mình không tập trung vào thì cái doanh nghiệp của mình sẽ không có tăng trưởng được. Và cảm ơn vũ trụ đã cho mình nhìn thấy rằng cái kiến thức của mình, cái sự hiểu biết của mình nó vẫn còn rất là mong manh, vẫn còn rất là giới hạn, để mình có thể là gì ạ, tập trung vào cái việc học tập nhiều hơn. Và khi mình học tập nhiều hơn đó, mình phát triển hơn đó, thì mình mới giúp cho công việc của mình thăng tiến hơn nữa. Cái gì đó chưa? Đấy, thì nói chung là anh chị phải biết đủ 10 điều. Hoặc là cái người chồng của các anh chị, lỡ như mà ảnh không có tốt như mình nữa, thì anh chị có thể viết 10 điều biết ơn. Có khi ảnh có thể quay trở lại, có khi ảnh quay trở lại, hoặc dù có không quay trở lại thì cái mối quan hệ đó nó cũng được hòa hợp. Khi mà nó hòa hợp thì sao anh chị sống nó mới vui vẻ hạnh phúc được. Thì các anh chị có thể là gì, em mới nói là chị có nhớ lại cái khoảnh khắc là hồi xưa chồng của chị á, tại sao chị lại cưới anh ấy, đúng không? Hồi xưa tại sao lại cưới, tại xưa nếu mà không có điểm đâu sao cưới. Đấy, rồi em nói là tại sao hồi xưa chị cưới anh ấy, thì giờ chị hãy viết 10 điều biết ơn đi. Chị hãy viết rằng là bởi vì là gì, hồi xưa là anh biết bởi vì anh là một cái người đẹp trai, một người tốt bụng, nên là gì em đã chọn, anh đã cưới anh hay gì đấy, anh đã cho em được một cái khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc. Cảm ơn anh là vì cũng đã từng là gì, là cái người đưa em đi dạo phố mỗi đêm đấy, để cho em biết rằng là tình yêu là đẹp là như thế nào. Thì cũng cảm ơn anh là bởi vì đã xuất hiện chọn cưới em trong vòng 3 năm qua, cũng để cho mình cũng có gọi là một cái gia đình. Thì cũng cảm ơn anh đã gì giúp em đã sinh ra những đứa con. Thế nếu mà không anh thì làm sao có những đứa con ngày hôm nay. Mà tuy là ngày hôm nay họ có đối xử với mình như thế nào, nhưng ít ra trong quá khứ nó cũng đã từng tốt đẹp các anh chị. Ok không? Các anh chị biết làm sao mà phải 10 điều biết ơn mỗi ngày, cho đến khi nào cái mối quan hệ đó nó được quá giải, các anh chị nghĩ tới nó không có còn khúc mắc nữa. Nó tóm lại là bất cứ chuyện gì, người nào, vật gì mà không có tuyệt vời với các anh chị, thì các anh chị phải thử dụng cái cánh cửa này để thoát khỏi sự tiêu cực, được không? Các anh chị ok không? Nhưng mà ví dụ như ở đây tác giả có một cái ví dụ là nếu như mà không may anh chị bị cái này ông bị mất gì thì ông sẽ biết ơn như thế nào, ông viết 10 điều nè. Rồi có một cái tình huống nữa là con trai có mối quan hệ không tốt với người cha nè, thì ông ấy cũng viết 10 điều biết ơn để mà như thế nào để mà chữa lành cái mối quan hệ, để mà mọi thứ tốt hơn. Các anh chị rõ chưa ạ? Thì các anh chị sẽ viết theo cấu trúc như sau. Anh chị bây giờ nha, mình sẽ viết anh chị ngày hôm nay anh chị sẽ lựa cho em một cái tình huống, một cái tình huống nào đó, hoặc là một người nào đó mà đang khiến các anh chị không vui, hoặc là một cái tình huống nào đó đang khiến cho các anh chị không thoải mái, thì các anh chị lấy ra các anh chị viết 10 điều biết ơn đi, được không ạ? Ví dụ như ở đây anh chị có thể ghi là tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn, bởi vì tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn, bởi vì tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn anh mà anh chồng á, anh gì đó, bởi vì anh đã giúp cho tôi gì, hoặc là tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn cha, bởi vì cha đã từng giúp cho tôi vậy vậy, hoặc là tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn cái việc mà tôi đã không có còn công việc nữa là bởi vì tôi sẽ có nhiều thời gian hơn. Ok mà các anh chị hiểu bài chưa ạ? Rồi các anh chị có thể ghi thêm một câu nữa nha, đó chính là vậy, cảm ơn vì đã cho tôi giải pháp hoàn hảo, được không nè? Cái câu cuối cùng là các anh chị sẽ ghi là gì, cảm ơn vì đã cho tôi một cái giải pháp hoàn hảo, được không? Thì ở đây á, là tác giả tập trung vào giải pháp, nhưng mà em nghĩ rằng là các anh chị theo sức mạnh tiềm thức là chúng ta nên tập trung vào kết quả cuối cùng. Thì các anh chị hãy ghi luôn là gì, cảm ơn vì đã cho tôi đạt được kết quả tuyệt diệu là, ok không? Ví dụ như rằng là cái kết quả tuyệt diệu trong công việc kinh doanh là anh chị muốn công việc kinh doanh nó gia tăng gấp đôi, đúng không nè? Thì câu cuối cùng anh chị nói rằng là gì, cảm ơn vì ngay bây giờ đã giúp cho công việc kinh doanh của tôi gia tăng gấp đôi, ok không ạ? Hoặc là nếu như các anh chị muốn khắc phục mối quan hệ đi, thì các anh chị hãy nói là cảm ơn vì ngay bây giờ đã giúp cho tôi hòa hợp được với người chồng của mình, người chồng của tôi đã yêu thương tôi, đã hậu thuẫn tôi, ok không ạ? Rồi anh chị rõ cái bài tập này chưa? Anh chị sẽ cùng nhau thực hành nha. Và các anh chị hãy nhớ một câu này, từ nay về sau nếu như các anh chị muốn phàn nàn, muốn mà gọi lo lắng hay là bất cứ cái cảm xúc không tích cực gì, thì các anh chị phải luôn luôn nhớ cái câu yểm này, câu thần chú này, cái câu mà gọi là nó sẽ khiến cho các anh chị chuyển đổi. Đó chính là gì ạ? Nhưng tôi phải nói rằng mình cảm thấy rất là biết ơn, ok không? Anh chị muốn chê cái gì á thì trước khi chê xong rồi anh chị phải chốt, nói chung là anh chị lỡ miệng thì cuối cùng anh chị phải chốt lại một câu: nhưng tôi phải thật sự nói rằng là tôi rất là vô cùng hạnh phúc biết ơn. Đó, ví dụ như em lỡ chê cái người trợ lý của mình làm tốt đúng không, thì câu trước lỡ mình nghĩ không tốt rồi thì bây giờ câu sau. Nhưng mà thật sự là chị phải nói rằng là chị rất là biết ơn em, bởi vì em dù gì em cũng đã giúp chị, hỗ trợ chị rất là nhiều cái trong cái công việc được không ạ. Nhưng mà thật sự là phải nói rằng là em rất là biết ơn anh, bởi vì là anh cũng đã dành bao nhiêu năm qua để mà yêu thương quý mến em rồi. Nhưng mà thật sự thì em cũng rất là biết ơn vũ trụ, bởi vì rằng là trong cái thời gian vừa rồi cũng đã giúp cho công việc kinh doanh của Thêu gia tăng lên cũng gấp cả 100 lần đấy. Hoặc là em Thêu cũng vô cùng, nhưng mà Thêu thật sự cũng biết ơn rằng cũng phải biết ơn là bởi vì là bây giờ cái sức khỏe của Thêu đang rất là tốt, cơ thể của Thêu đang rất là khỏe mạnh, rất là xinh đẹp này kia. Nhưng thật sự thì Thêu cũng rất là biết ơn là bởi vì là cha mẹ mình đang rất là hạnh phúc, đang rất là thoải mái, đang rất là tích cực. Nhưng Thêu rất là hạnh phúc biết ơn. Dù gì thì bây giờ là cái dòng tiền của mình, thu nhập của mình nó cũng dao động từ bấy nhiêu. Ok không các anh chị ơi? Rồi, nhớ chưa? Nhớ thực hành chưa nha? Nếu như mà dù tình huống gì nó xảy ra, anh chị cứ nhớ chữ nhân được không? Chữ nhân này là nay nha, cái chữ nhân này là nay. Nhưng mình thật sự là hạnh phúc biết ơn, bởi vì là chị Bích cũng đã hỗ trợ cho các anh chị rất là nhiệt tình từ nãy giờ đúng không ạ? Không biết cái vé trước là gì hết, nhưng mà vé sau vậy được không? Ok, rồi các anh chị tập nóng nha. Rồi bây giờ mình sẽ viết thực hành nha. Ok. Bây giờ các anh chị sẽ thực hành 10 phút nha. Hôm nay mình bị lố dừa ta. Nhưng mà thật sự là bài ngày hôm nay hay đúng không các anh chị? Nhưng nha, nhớ cái tiểu nhân giùm em. Cái phần này chị Bích hỗ trợ cho các anh chị viết nha. Bích xinh đẹp. Rồi, vô cùng hạnh phúc và biết ơn doanh nhân Bích Thêu đã chia sẻ, phân tích cho chúng ta và có rất nhiều cái ví dụ thực tế anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ cùng tiếp tục viết 10 điều biết ơn cùng với Bích anh chị nha, được không ạ? Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn bởi vì nếu anh chị có cái sự kiện tuyệt vời á, anh chị sẽ viết ra ha. ngẫm trời về biết ơn vì quà. Bạn được trao cho ngày hôm nay để được sống tốt hơn, để được hạnh phúc hơn. Bất cứ một ngày nào, cuộc đời này, hôm nay, khoảnh khắc này là một món quà. Và điều duy nhất chúng ta cảm nhận được món quà này chính là lòng biết ơn. Cách tôi bắt đầu một ngày mới chính là lòng biết ơn của mình. Vì tôi biết những gì xảy ra bên ngoài chính xác là hình ảnh phản chiếu bên trong. Và tôi luôn muốn bắt đầu ngày mới bằng cách ngồi lại đây, đi vào bên trong, kết nối lại chính mình. Con người vĩ đại bên trong tôi, chúng tôi cần trở thành một. Khi tôi biết ơn những gì tôi đang có bây giờ, tôi biết mọi thứ đang đến với tôi nhiều hơn nữa. Khi tôi gửi cảm giác biết ơn tới vũ trụ, tôi đang trở nên hạnh phúc hơn ngay lập tức. Tại thời điểm này, khi tôi biết ơn và hạnh phúc với cuộc sống của ngày hôm nay, thì rất nhiều điều tuyệt vời đang chảy vào cuộc sống của tôi. Và ngược lại, nếu tôi cảm thấy không có gì để biết ơn, những gì tôi đang tập trung lại là thứ tôi không muốn, lại là thứ mà tôi không có. Tôi biết ơn những đấng sáng tạo đã tạo ra vũ trụ xinh đẹp này. Tôi biết ơn bố mẹ đã sinh ra tôi, cho tôi cơ hội được trải nghiệm kiếp người. Tôi biết ơn vì đôi mắt tuyệt vời có thể giúp mình cảm nhận muôn vàn vẻ đẹp trên thế giới. Tôi biết ơn vì đôi tai có thể giúp tôi cảm nhận âm nhạc. Tôi biết ơn ai đó trong cuộc đời đã tạo ra sự khác biệt. Tôi biết ơn khi mình đã có cơ hội tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người khác. Tôi vô cùng biết ơn những lúc khó khăn của mình, bởi khó khăn đã giúp tôi phát triển sức mạnh và tinh thần của ngày hôm nay. Có một cái gì đó rất tuyệt vời, rất bình an. Tại khoảnh khắc tôi có thể ngồi một mình, nhìn vào cuộc sống và chỉ nói lời biết ơn. Biết ơn vì quà tặng này, biết ơn vì chuyến đi mà tôi đang đi, cảm ơn vì cuộc hành trình mà tôi đang có, cảm ơn tất cả trải nghiệm đẹp. Khoảnh khắc này, cuộc sống của tôi mặc dù chứa nhiều khiếm khuyết, vẫn là một trải nghiệm cần phải có. Khi tôi được ngồi đây, nghe chính mình, tôi được ngồi đây, có những trải nghiệm đẹp. Tôi vẫn còn đang sống, tôi vẫn đang hít thở không khí, trái tim vẫn đập, bộ não vẫn đang thực hiện hàng tỷ hoạt động mỗi giây, chỉ để giúp tôi tới ngày hôm nay. Và tôi đang cảm nhận từng khoảnh khắc này. Mọi lòng biết ơn đều đang khiến cho tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời và hạnh phúc. Cuộc sống của tôi đang được thay đổi. Có điều gì đó đang thay đổi bên trong tôi. Có điều gì đó khiến cho tôi được làm chính tôi tại giây phút này. Tôi đang kết nối với con người vĩ đại bên trong mình. Tôi không quan tâm bạn gọi đó là gì, gọi đó là thần, hay vũ trụ, hay là phép màu. Rồi, Bích vô cùng hạnh phúc và biết ơn tất cả các anh chị đã cùng đồng hành, cùng học Zoom sáng cùng với Bích từ sáng tới giờ ha. Chị Bích ơi, có thói quen tập trung hơi thở 5 phút. Tập trung hơi thở. Anh chị chờ Bích một tí nha. Rồi các anh chị ha, bây giờ mình sẽ cùng nhau hít thở 5 phút ha, để cho nó xong cho đủ quy trình ha các anh chị. Rồi mình sống mình tỉnh thức 5 phút, các anh chị hít vào và thở ra một cách nhẹ nhàng. Thì trong quá trình mà mình hít vào mình thở ra, mình chỉ tập trung hơi thở thôi. Và nếu như mà có cái suy nghĩ nào mà len dỗ vô thì các anh chị bye bye nó, cảm ơn, xin lỗi, tôi đang tập trung hơi thở, cảm ơn vì đã chia sẻ, tôi đang tập trung hơi thở nha. Ok không? Luyện nha các anh chị thói quen tập trung á. Rồi các anh chị viết là biết ơn chưa có đủ thì chưa viết tiếp nha. Ok. Rồi, 5 phút bắt đầu nha. Thế anh chị tập trung được bao lâu? Ok, đó 5 phút thôi mà thấy nó làm phiền rồi đúng không? Thế chưa nói là cả ngày. Nên cả ngày thì các anh chị sẽ thấy rằng là gì ạ? Đâu phải là đây là cái gì mà các anh chị tập trung vào thì các anh chị sẽ đạt được nó, đâu phải là đúng tập trung vào được đâu đúng không? Nên có nhiều anh chị cứ nói rằng là thế dễ như thế người ta đạt được hết rồi ạ. Đã thấy có dễ đâu đúng không? Có 5 phút mỗi tập trung vào hơi thở thôi, các anh chị có tập trung được không? Chứ đừng có nói là cả ngày tập trung như mục tiêu đúng không nè. Ok, nên anh chị nào đây cả một ngày cả một tháng nên chị tập trung như được mục tiêu của mình thì các anh chị đạt được thôi. Em thấy có chị iPhone nè, chị ơi bữa sau mình vô mình đổi tên nha chị, áo hồng áo vàng áo đỏ gì nè nha, bữa sau vô đổi tên nha chị. Đấy rồi có để cái máy iPhone nè, áo đỏ đang ngồi nhìn em á, bữa sau mình vô mình đổi tên của chị là gì, tên của chị là gì á? Chị mở mic dạo cho em được không? Tên của chị là gì á? Mở mic đi chị, mở mic đi. Tên của chị là gì á? Ủa chị mở mic được không? Em yêu cầu rồi chị bấm lại đi, chị mở mic lại đi. Đó. Ok. Chị tên gì á? Rớt luôn rồi. Bảo chị mở mic hình như là chị thoát luôn rồi sao? Đây nè, chị đây nè. Đây nè. Thấy không? Chị mở mic được chưa? Không mở mic được à? Bữa sau nhá, chị vô cái tên chị đăng nhập bằng cái tên Zalo của chị nha. Thì em mới biết được chị tên gì em hỗ trợ được. Nhắn ok ha. Ok. Rồi, có anh chị nào đây đang có tên nữa không để em coi. Chị Tú Nữ nè. Tú Nữ. Bữa sau vô Tú Nữ, Tú Nữ. Này. Bữa sau vô để cái tên của người trưởng nhóm đằng sau dùng nha. Cái người ở máy Zoom. Tú Nữ nhận máy Zoom trong nhóm nào thì Tú Nữ để cái tên đó nha. Ok không? Nữ ok, comment ok nha. Rồi chị Galaxy, trời đất ơi, Galaxy là ai? Đây, Galaxy đây. Chị thấy chị chưa? Nè, cái tên Galaxy A10 nè, không có phải. Bữa sau chị ghi vô cái tên Zalo của chị giùm em nha. Cái Zoom này là ok chứ còn Zoom buổi tối làm người ta xóa chị ra luôn á. Nha chị ơi, nha. Bữa sau ok giùm em đi chứ thấy ngồi im vậy. Ok thì phản hồi giùm em nha. Galaxy A10. Khoe điện thoại đúng không? Mới mua điện thoại gì khoe đúng không? Đây nè, chị Galaxy mới được không? Galaxy mới được không? Mở mới chụp em được không? Ồ, bữa sau đổ tay giùm em nha. Nghe em nói không? Đó, rồi, ok. Trời ơi, đợi cái chữ ok. Rồi các anh chị, đó, đợi cái chữ ok của chị mà nó lâu thấu rồi luôn. Chị ok rồi chị Thịnh, chị Phạm Thịnh à, ok đang gì đúng đủ không sao đấy. Anh CH Play đây người ta thấy thêm ít CH nữa là anh nè. Anh đang gì á? Anh đang đi làm á? Anh nghe điều em nói không? CH ấy là mình không biết vô Zoom, mình không biết đổi tên này sao? CH rồi em, CH rồi em đang mở mic tranh đi. Anh mở mic được không? Anh mở mic được không? Để em giao lưu với các anh chị em xem các anh chị học làm sao chứ. CB chứ không phải CH. CBH rồi, CBH thôi. Anh mở mic được không? Mở đi anh, mở đi lộn. Chị Phương Lê nha, không phải đâu chị Phương Lê. Anh cái con mắt anh nó nhỏ vậy đó anh, chứ không phải đâu. Anh mở mic giùm em được không? Được á. Rồi hôm sau các anh chị vào đúng tên giùm em nha. Ừ. Thu Thủy à, em dặn lại nè mấy anh chị đây, mình đặt mục tiêu đi offline chứ ngày cuối tháng 3 là anh nghe chưa? Anh alo. Anh tên gì á? Oh. Dạ tên là Trương Quốc Truyền Anh bữa sau anh vô Zoom á, anh đổi cái tên giùm em nha, tên của anh xong rồi gặp tên của Miss Bích Thêu lần sau ha. Với cái người ở bên Zoom cho anh trưởng nhóm anh là ai anh gạch vô, ok không? Ok Ok nha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Ok các anh chị ha, em dặn nè, là cuối tháng 3 là có chương trình offline. Chương trình offline là sao? Là khi mà các anh chị được đi tham gia chương trình offline là mình được làm những cái quy trình đó rất là bứt phá năng lượng của bản thân các anh chị nha. Nên là các anh chị nhớ mình đặt mục tiêu làm sao mà mình phải đi cho được. Đi được một lần đi các anh chị, đây là cái chương trình mà thay đổi cả cuộc đời của Thêu luôn ấy. Thành ra là các anh chị hãy ra quyết định để mà mình đi cho được nha. Thêu ra quyết định là Thêu sẽ giúp cả trăm anh chị đến cái chương trình offline được này. Bởi vì những cái tháng đợt trước là Thêu không có tập trung, thành ra là Thêu không có giúp được nhiều anh chị, nhưng mà anh chị nào đi về á, là em tin các anh chị đều bứt phá hết trơn á. Nếu như các anh chị có một cái mục tiêu rõ ràng được không nè, đặt mục tiêu hết đi nha, không có biết đặt mục tiêu như thế nào thì hỏi trưởng nhóm hỗ trợ cho. Hồi xưa em hướng dẫn cho 10 anh chị 100 anh chị là đều đi được hết, ai cũng đi được hết trơn, ai cũng đặt. Có một số anh chị nói là chị không có điều kiện, một số anh chị nói rằng là chị không có đi xa được, một số chị thì nói là mắc con cái, số anh chị thì mắc công việc. Nói chung là ai mắc cái gì em nói rằng là bây giờ chị có muốn đi không, nếu mà chị muốn đi thì em hướng dẫn cho chị cái cách vận hành, cái cách để mà chị vận hành luôn, dẫn cho chị đi thì được. Thế là em hướng dẫn liền đấy. Cho nên là anh chị nào ở đây mà mình không có bị khúc mắc gì cứ nói trường nhóm hướng dẫn cho em, chỉ hết rồi, bí kíp em truyền lại hết rồi, mọi người sẽ chỉ lại cho các anh chị, xong là các anh chị sẽ đi được thôi. Cứ tập trung vô điều mình muốn. Bây giờ quan trọng là các anh chị phải đi, có biết là cái lý do tại sao mình phải đi hay không. Thì hồi tối nhân anh chị Phú Huy chia sẻ rất là rõ rồi, có nghĩa là những cái quy trình đó rất là mạnh các anh chị, nó sẽ biến đổi có nghĩa là chỉnh sửa lại tất cả những cái niềm tin từ cái độ tuổi 0 đến 7 tuổi của các anh chị, hay là từ hồi nhỏ từ 0 đến 7 tuổi các anh chị bị cài đặt quá nhiều cái niềm tin nó không thành công, nên là bây giờ cuộc sống các anh chị nó bị phụ thuộc và lệ thuộc vào những niềm tin đấy. Nên bây giờ các anh chị chỉ cần thay đổi cái niềm tin đó thôi thì cuộc sống của các anh chị nó sẽ khác hoàn toàn, được không ạ? Trước khi đi anh chị là một con tép riêu, nhưng mà sau khi anh chị quay trở về anh chị sẽ có được niềm tin mới kiến thức mới, tầm nhìn mới liền. Anh chị sẽ hiểu được cuộc chơi các doanh nhân là như thế nào, anh chị sẽ có được cái công thức tạo ra làm thế nào để mình xây dựng được một doanh nghiệp triệu đô la đấy. Và hồi xưa cái câu nói mà nó thu hút em của cái nhóm rèn luyện mà đi cái chương trình đó là cái bí kíp để bạn có thể xây dựng được doanh nghiệp triệu đô. Cái câu đó là cái đó là nó thu hút em. Cái thứ hai nữa là gì, là bạn có thể là gì ạ? Biết được có nghĩa là biết được lợi nhuận 1 năm thành lợi nhuận 1 tháng, gia tăng được lợi nhuận từ 20 triệu lên 40 triệu, đúng không? Thì cái chương trình nào nó cũng phải có quảng cáo chứ các anh chị, không nhỉ? Không thì nó phải quảng cáo quảng bá chứ. Thì em nghĩ rằng là cái quảng cáo thì luôn luôn là nó nói 20 thì nó chắc là được 1 thôi, anh chị có ok không nè? Nhưng mà em nói các anh chị rằng là ví dụ như các anh chị nghe quảng cáo bột giặt gì gì đó, trắng sáng gì đó, đúng không? Thì nó quảng cáo 20 thì anh chị tin có 1 thôi anh chị. Nhưng mà đối với những cái chương trình như ở đây môi trường câu lạc bộ giới thiệu cho anh chị cái gì y chang cái đó, hàng anh chị nha. Cái người làm kinh doanh mà chăm chính ấy, thì người ta quảng cáo 1 nhưng mà người ta làm 10. Còn cái người mà kinh doanh không có được tuyệt vời đó là người ta quảng cáo 10 người ta làm 1 thôi, ok không ạ? Thế thì các anh chị học rèn luyện như câu lạc bộ anh chị cũng hiểu rồi, nên thành ra em nói anh chị là phải tranh thủ. Anh chị tại vì nửa năm nó còn 1 năm nó còn làm thôi, chương trình offline nó không có làm hoài các anh chị ha. Nên là các anh chị tranh thủ nha, phải đi cho được. Em nói là phải đi. Cuộc đời các anh chị á, là làm gì làm không biết, tóm lại là phải đi chương trình offline để mà khai phá năng lượng cho các anh chị. Mà khi mà các anh chị khai phá xong á, không có phải là quăng các anh chị ra ngoài, mà anh chị khai phá con người phi thường bên trong xong, khi mà các anh chị về nhà các anh chị sẽ được môi trường câu lạc bộ mở Zoom liên tục cho các anh chị để mà trôi dồi tư duy kiến thức tầm nhìn cho các anh chị. Thì lúc đó anh chị học anh chị mới hiểu bài thật sự. Còn bây giờ con người các anh chị nó đang bị đóng lại á, nên là nhiều cái niềm tin á, nó không có vô được người các anh chị, nó cứ bị trội ra ngoài. Các anh chị Zoom các anh chị có thấy anh chị có nhiều tiếng nói nhỏ không ạ? Bởi vì nó không có cho vô, nó cứ cản đường các anh chị. Nên là tốt nhất là các anh chị được chỉnh niềm tin từ cái hồi xưa á, nha. Phải ra quyết định phải tham gia cho được nha. Mình hỏi trưởng nhóm của mình đi, cái điều kiện là như thế nào. Bây giờ là anh chị rất là muốn đi, nhưng mà bây giờ là chỉ với chị cái cách vận hành nữa, không biết làm sao để mình có thể đạt tiêu đi được. Nó dễ lắm các anh chị, chỉ cần các anh chị phải có khát khao thì em mới chỉ được cái cách đó. Còn anh chị không có muốn thì em không có chỉ được nha. Các anh chị hỏi anh chị trưởng nhóm thì em hướng dẫn hết rồi, em truyền bí kíp hết cho họ rồi, các anh chị cứ hỏi họ hướng dẫn cho nha. Ok không ạ? Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã đồng hành với Thêu trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị. Buổi trưa ngày hôm nay thì các anh chị cũng sẽ tiếp tục gặp những bí kíp, và 12 giờ trưa nha, nhớ 12 giờ trưa có anh em đồng đội, bạn bè, đối tác gì là kêu hết vô giờ học với Thêu nha. Xong rồi là buổi chiều, buổi tối là 19h30 cho đến 20h30, ok không ạ? Sẽ liên tục trang bị cho anh chị những cái tư duy kiến thức, mưa dầm thấm lâu các anh chị cứ tích lũy kinh nghiệm người thành công nhiều vô là các anh chị sẽ có biết cách để mà làm sao cuộc sống mình tốt hơn nha. Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Bây giờ mình bấm mic chào nhau nhé. Tôi là một doanh nhân trạm thuê Hóa Vàng, tôi là người thành công, tôi là người khỏe mạnh, tôi là người hạnh phúc, tôi là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, và tôi tạo ra đội nhóm tuyệt vời xung quanh tôi. Ủa đâu tuyên bố đâu, sao không tuyên bố cho em vậy? Đúng rồi, chạm tay Hóa Vàng. Tuyên bố đi nha, nó theo em mấy cậu đó đi nhà. Hồi xưa em hay nói hoài á, bây giờ cứ nói được, giờ nói không được à? Không, chưa có năm đến bữa nữa là trở thành kế hoạch gần. Bây giờ mới ngại vậy đó. Cảm ơn là một bông hoa, cảm ơn là lời yêu thương. Bạn ơi, xin nhớ nói câu cảm ơn. Cảm ơn. Là một bông hoa, cảm ơn là lời yêu thương. Bạn ơi, xin nhớ nói câu cảm ơn. Một khi nhận gì từ ai, dù mua hoặc là người cho, bạn ơi, xin nhớ nói câu cảm ơn. Cảm ơn. Xin nói lời cảm ơn. Cảm ơn. Hé môi xin nói lời cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn là một bông hoa, cảm ơn là lời yêu thương. Bạn ơi,